Anh đi tìm bẫy về. Nhà em có nước không? Cho anh xin ngủ. Có mà, anh vào nhà uống nước. Cháu đi đâu rồi? Cháu nó đi học rồi. À. Hôm qua đưa nó đi học rồi. Mình ở nhà buồn quá. Đi ở nhà cô giáo luôn à? Vâng. Cây kia làm gì đấy? À em lấy để làm cái bếp nhỏ đun lửa. À, em xem nào. Thế em định nằm rộng không? Không, em làm từ chỗ kia đến đây. À. Đẹp. Một cây ít này chắc chưa đủ đâu. Vâng, chắc chưa đủ. Em đang định đi lấy thêm cây. Ừ. Hay là anh đi hộ lấy nhé, anh nào cũng không làm gì. Vâng, cảm ơn anh. Đấy, tận đâu ấy? Đấy, ở đâu ấy? Đấy, đây có nhiều ấy.
ơi. Đặt được không em ơi? Được bao nhiêu cây rồi anh nhỉ? Tôi không đủ đấy. Thôi bó to đấy để anh em vá bó này đi. Có nặng lắm thôi, bình thường ạ. Bình thường thôi. Em đi được không? Có. Em đi được rồi. Ừ. Cái này lá gì kia. Mệt không? Bình thường thôi. Mưa to quá rồi, về thôi nhỉ anh. Ừ, đi về đi, đi mưa to không về được. Quá để anh hộ em xuống xong kia. Nóng quá, mưa nhưng mà vẫn nóng. Em uống nước. Em uống đi. Anh ngồi đây nhé, anh đi làm. Ừ. Thế anh cũng hộ em làm. Anh cứ ngồi đi. Cứ anh nghỉ đủ rồi. Để đánh đo làm rộng không? Không, bình thường. Làm đây nhé. Em về đào đi. Thử xem được chưa?
anh ơi. Ơi, thế hôm nay nhà anh không phải làm gì à? Anh vừa đi tìm bẫy về chưa phải. Cho được đấy, anh thử xem. Nghe được không? Buộc cho chắc hộ em nhé. Ừ, cái này chắc mà. Sợ gió to thả bay. Hết là chắc. Mùa này hơi có gió. Có anh sang hộ em đấy, không một mình em không biết làm đến lúc nào mới xong. Có gì đâu hả? Anh làm gì em lại đi làm hộ anh? Đó là anh làm gì để bảo em đi sang hộ anh nhá? Chắc anh không cần em hộ làm á? Có chứ, một mình anh không làm được đâu. Được chưa anh ơi? Sắp được rồi. Sắp xong rồi, đợi em buộc chỗ này ạ. Xem được chưa? Đây là cái này nhá. Vâng, anh hộ em cắn nốt cái này.
em tránh nhé. Bằng này chắc là đủ rồi nhỉ? Vâng. Nó không đủ tí, lúc nào lập thì thiếu lại lấy xong. Thôi ít này để anh kéo cho. Anh cứ đi đi. Ừ. Cái này ít thôi mà. Em có sao không? Không, anh có sao không? Không. Rồi anh lên trên em lấy cọ cho anh nhé. Được không? Thấy không? Em sắp được chưa? Thank you.
không? Không, anh không lấy tiếp đây chứ. Đủ cây không? Không biết. Đang thích đi. Có nặng không? Cây bồi rồi chưa? Được rồi đấy. Thế, em xỏ đây cho anh. Em xem bằng nào được. Nghe vừa chưa? Dây buộc tránh nhé. Xong rồi chưa? Đặt tấm cây. Cầm hộ anh nhé. Không được đấy. Không nữa. Không chưa? Không. Trời sắp tối rồi. Thế anh đi xem rồi nhé. Ừ, anh ở đây ăn cơm với em luôn. Thôi để lúc khác đã. Tối rồi, hộ em làm cả buổi đi không. Ừ, anh về có việc một tí. Anh về nhé. Ừ, thế em cảm ơn nhé. Ừ. Thank you.
ăn đi con. Ngon nhỉ. Cô ăn trứng với mì tôm nhiều vào.